Rồi, chào em ha, chào cô bác mình đang xem kênh ha. Hôm nay em có về một số mai tàn với lại mai phôi ha cô chú anh chị, với bông trang Mỹ Hồng ha. Muốn được vô luôn cô chú anh chị à, gác bông được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa rất là nhiều ha. Và số điện thoại của em thì 0965 404 202, đó cũng là số Zalo của em ha. Địa chỉ của em thì ở Mỹ Tú, Sóc Trăng ha cô chú anh chị. Quá trình quay clip thì có gì sơ sót thì mong cô chú anh chị mình thông cảm nhìn cho em ha, để không mất thời gian của chú anh chị. Là vào clip là một cây mai tàn ha cô chú anh chị, cây mã số 1 ha. Cây này cái tàn thiên nhiên ha cô chú anh chị. Hôm nay em về cái lô mai tàn này toàn bộ là em thần trong bầu quay 6 hết ha cô chú anh chị, nên cô chú anh chị mình khỏi có sợ mất sức cây ha. Hoa thì dao động 5 tới 10 cánh ha cô chú anh chị, mai vườn Sóc Trăng em ha, chứ không phải mai công nghiệp ha cô chú anh chị. Rồi em xin đo thông số ha. Chiều cao cây này tầm khoảng 1m7 ha cô chú anh chị. Rồi tán ngang cũng khoảng 1m7 luôn ha. Đây đây nè, trường dâm thì vậy đặt ha cô chú anh chị. Đế nè, cây này cái đế cũng khá là có duyên ha. Mấy cái này nó xù xù, nó giống như lên xù vậy ha cô chú anh chị. Em bán em tính cây trơn thôi ha, nè, nó bung hết rồi ha cô chú anh chị. Cây thì một cốt ha, cây này đế cũng khá nở ha cô chú anh chị. Đế chạy đều bốn mặt luôn ha. Còn rễ này nó bị lũa chút nhưng mà không có sao ha cô chú anh chị, ăn quá đá hết rồi ha. Rồi em cho cô chú anh chị cho hoành thân ha. Rồi hoành tại vị trí này em tính 36 đi ha cô chú anh chị. Cây này nở ha, nở nhẹ xuống đây ha, nở xuống đây là 52 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 59 ha, thoát thân chỉ có 7 cm thôi ha. Rồi cái mai tàn mã số 1 ha, em giao lưu với cô chú anh chị là 5 triệu bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km ha, ở xa mình thương lượng ha cô chú anh chị. Rồi em xin đổi cây qua cây mã số 2 luôn ha. Mã số 2 cũng là mai tàn thiên nhiên ha. Đây, một cây cũng cây một cốt ha cô chú anh chị. Cây một cốt một rồi cô chú anh chị ơi, cây này chi cành thì đóng tứ diện luôn ha cô chú anh chị. Một cốt giót ha, cũng dao động từ 5 tới 10 cánh ha. Cái cây này thì dùng bông nó cũng không tệ đâu ha cô chú anh chị, thấy lá nó bự bự không. Để cây này để bắp bắp không ha, lực lực không, nhìn mặt này nó cũng quái quái lắm ha cô chú anh chị. Đó, rồi em bo cái quạnh luôn ha. Hoành tại vị trí này là 33 ha cô chú anh chị. Đó, hết cái bệ này kìa, hết cái bệ này là 47 ha. Đường kính bầu là 60, thoát thân là 44 ha cô chú anh chị. Rồi chiều cao em tính 1m7 đi ha, tán ngang 1m1 ha, tính 1m thôi. Rồi cái mai tàn mã số 2 em giao lưu với cô chú anh chị là 3.200.000, bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km luôn ha. Rồi qua cái mã số 3 ha cô chú anh chị, mã số 3 cũng là mẹ tàn ha. Lô này thì đặc biệt là được thần trong bầu quê 6 hết ha cô chú anh chị. Cây này có mặt hoa nè, chúc em cho cô chú anh chị mình coi ha, hoa dần nghệ luôn, đẹp luôn. Hoa này là 6 cánh nè ha, này 8 cánh luôn nè cô chú anh chị, hoa tròn khít rất đẹp ha, vàng nghệ luôn. Này chung một lô một, cây này cũng nuôi từng cây phôi lên ha cô chú anh chị. Đây nó cái mặt cắt của cái cây cây phôi á, nó có mặt cắt ở đây ha cô chú anh chị, rồi nó mới nối thêm cái đọt ha. Báo trước cho cô chú anh chị ha. Rồi em xin đo chiều cao trước luôn ha. Rồi chiều cao tính 1m6 đi, tán ngang tính 1m2 ha. Cây này nó cũng quay quay cái chỗ này ha cô chú anh chị, giống như nữa chiếc cúp vậy á, phì ra ha. Đế thì cây này chạy đều bốn mặt luôn, không có trống bên nào ha cô chú anh chị, chạy đều hết nè. Rồi em xin đo cái quành luôn ha.
mình tại vị trí này em tính 37 đi ha cô chú anh chị, để cá ha, dính bầu 60, thoát thân là 38 ha. Rồi cái số 3 em giao lưu với cô chú anh chị là 3.500.000, bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km ha. Rồi xin đổi cây, tiếp theo là cây mã số 4 ha cô chú anh chị, mã số 4 cũng là cây mẹ tạc mình ha, một cốt tàn cũng tròn do ha cô chú anh chị. Cây này nói chung là lô này thì cô chú anh chị mình khỏi sợ mất sức ha. Rồi em xin đo cái chiều cao trước luôn đi ha, cao tính 1m7 đi ha cô chú anh chị, tán ngang 1m2 đi ha, cây này trên tán ngang trên 1m2 khoảng 1m5, tàn khá tròn ha. Ở cuối clip em có những cái cây phôi sát lớn lớn không, hôm nay em xả lỗ cho cô chú anh chị mình luôn ha, tôi hồi vốn luôn đây nè quái ha. Rồi cho cô chú anh chị mình cái quạnh luôn ha, rồi quạnh tại vị trí này là 31 đi ha cô chú anh chị, đường kính bầu là 60, mã số 4 ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 3.500.000. Rồi em xin đổi cây ha, rồi tiếp theo là em có 3 cây Mỹ Hồng ha cô chú anh chị, cây này cũng được thừng trong bầu Q6 ha, nên cô chú anh chị mình cũng khỏi sợ mất sức ha, bầu rất là lớn ha, em gỡ cái bầu ôm ra là em quấn luôn chứ em không có danh rễ nó gì trên ha, nên cây mình rất khỏe ha. Em có 3 cây cô chú anh chị nào mà chốt hết nguyên 3 cây Mỹ Hồng này em có tính giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi tà ngang là 1m8 ha cô chú anh chị. Rồi cây này cao khoảng 1m3 ha. Tà ngang nó hơi bự ha cô chú anh chị. Mỹ Hồng. Rồi em xin đổi cái quạnh luôn ha. Cốt lớn nè ha cô chú anh chị. Cốt này 17 ha. Đường kính của cái bầu này 60 đi. Thoát thân chỉ có 5 cm mà. Để cây này cái này em có làm tát đây chút xíu ha cô chú anh chị. Em quay xong video rồi cái em quấn lại cho cô chú anh chị nè. Mới tát chút là không sao ha. Rồi, cây số 5 cây Mỹ Hồng này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.800.000 ha. Bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km luôn ha. Qua cây kia đi. Rồi, em xin đổi cây ha. Nó chói không? Kéo qua đây không? Rồi tiếp theo là cây số 6 ha, cũng là Mỹ Hồng mình ha cô chú anh chị. Cây này sao mày đi vậy, sao tao thấy bước ra ngoài đi, cây này do nó bị siêu siêu chút ha, gió nó ngã ha cô chú anh chị, sửa đứng mình về mình khui cái bầu ra mình trồng sửa đứng lại được ha cô chú anh chị. Tàn ngang lớn lắm ha cô chú anh chị. Rồi cái cây kia là rồi tán ngang cây này cũng khoảng cỡ 1m8 ha cô chú anh chị, cao cũng khoảng 1m2 1m3 ha. Cây này cái hoành lớn hơn ha cô chú anh chị, hoành cây này được 19 ha cô chú anh chị, đường kính bầu là 58-60 ha, thoát thân cây này 34 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 6 ha, em giao lưu cũng 1.800.000 luôn ha cô chú anh chị, cây này hoành nó hơi lớn hơn chút ha, bao ship 300 km ha. Rồi em xin đổi cây ha. Và cây này là cây số 7 ha cô chú anh chị, cũng là Mỹ Hồng mình ha, cây này cái xác lớn hơn, cái hoành lớn lắm ha cô chú anh chị, do người ta trồng nó hơi bị ngã ha cô chú anh chị, về cô chú anh chị mình khui bầu lại trồng chỉnh đứng lại giùm em ha.
tàn sát rác luôn. Rồi em xin đo cái tàn trước đi ha. Tán ngang cây này khoảng 1m6 ha cô chú anh chị. Chiều cao này 1m5 ha. Tàn cây này tròn ha. Rồi em xin đo cái hoành luôn ha. Cây này hoành lớn lắm ha cô chú anh chị. Rồi hoành em đo tuốt ở trên này là 21 nha. Đo sát xuống này nó còn bự hơn nữa ha cô chú anh chị. Thoát thân cây này được 17 cm. Đường kính bầu cũng 60 ha. Rồi cây mã số 7 ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000. Em bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km luôn ha. Rồi em xin đổi cây. Tiếp theo là cây mã số 8 ha cô chú anh chị. Mã số 8 là một cây mai tàng mình ha. Tàng thiên nhiên ha cô chú anh chị. Cây này được chủ nhà trồng trên cái mô á, nên bồ đế nó sổ xuống không ha cô chú anh chị. Bông thì cũng 5-7-9 nè. Cây này có khoảng 3 ngày nữa là có bông vỏ, có mấy cái nụ nó xanh xanh nè ha cô chú anh chị. 3-4 ngày nữa có chỗ mặt bông mà mình niết mặt bông luôn ha. Tàn thiên nhiên cũng khá tròn ha cô chú anh chị. Xương dâm thì dày đặc ha. Rồi chiều cao cây này em tính 2m đi ha cô chú anh chị. Rồi tán ngang 2m mấy đó em tính 2m luôn thôi. Chiều hao cho cô chú anh chị mình ha. Hoành tại vị trí này là 36 ha cô chú anh chị. Để sổ xuống là cổng 36 luôn ha. Đường kính bầu 80. Tổng cái nồi đế này khoảng 250 ha cô chú anh chị. Thoát thân cây này có 11 cm. Cốt cũng gắt lực ha cô chú anh chị. Rồi cây mai tàng mã số 8 ha, em giao lưu với cô chú anh chị ha, 8.500.000. Em bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km luôn ha. Cô chú anh chị nào ở xa mình thương lượng ha cô chú anh chị. Mấy cây này toàn bộ là em phải đi xe tải hết nè. Anh em về cây lớn lớn không. Rồi, tiếp theo là cây mã số 9 ha cô chú anh chị. Mã số 9 này là một cây phôi mai vàng ha, có cái dáng bay ha cô chú anh chị. Cây này thấy nó cũng nghệ thật lắm ha cô chú anh chị. Bay. Rồi chẳng em đo cái chiều bay trước luôn đi ha. Từ cái đỉnh này ra chiều bay này nó khoảng 1m3 đi ha cô chú anh chị. Em đo từ cái đỉnh này xuống mặt bầu. Từ đỉnh xuống mặt bầu là nó là 1m2 ha cô chú anh chị. Rồi em đo cái hoành luôn đi hả. Đế ha, coi đế sao. Cây này em đo 2 thước đi, đo tuốt trên này đi. 51 tính 50 nè. Sát xuống đây. Sát xuống đây là 60 ha cô chú anh chị. Sát về đế ha, 60 ha. Cây này kéo nhựa hết trên về cô chú anh chị mình trồng lại vừa luôn. Kính bầu 70. Thoát thân cây này 15 cm ha cô chú anh chị. Đế nè. Cô chú anh chị coi đế ha. Cái chiều bay này nó có cái gãy gãy chịu rất là khéo cây ha cô chú anh chị. Rồi cái phôi mai vàng mã số 9 ha. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 9.800.000. Bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km ha. Rồi em xin đổi cây. Nắng quá, vô nhà ha cô chú anh chị. Nhà mày của em phôi ha. Này xả hàng luôn ha. Hạ giá cho cô chú anh chị mình về chơi luôn ha. Rồi tiếp theo là cây phôi mai vàng mã số 10 ha cô chú anh chị. Đây này do em bấn cái bầu nó hơi nghiêng chút ha. Giờ cô chú anh chị mình trồng chỉnh cái cây đứng lại ha. Cây này được cái bệ đế khá là nở ha cô chú anh chị. Cốt cành rất lực ha. Một cốt một. Cây này về cô chú anh chị còn trồng cũng vừa luôn ha. Chỉ một rồi. Đế nè. Quá trời kìa. Đo cả ba tay em ha. Rồi em xin đo cái hoành luôn đi.
Rồi quanh tại vị trí này 50 ha cô chú anh chị. Sát xuống dưới nổ nở ha. Nở xuống đây là 63 ha cô chú anh chị. Đế sổ được 30 đi. Đường kính bầu này 57 ha. Thoát thăng được 42. Đế cũng chạy đều hết ha. Rồi cây số 10 ha, em giao lưu với cô chú anh chị là 8 triệu. Bao ship 300 km ha. Rồi em xin đổi cây. Và tiếp theo là cây mã số 11 ha cô chú anh chị. Mã số 11 là cây trực mộc cốt mình ha. Cốt cành cũng có sẵn về cô chú anh chị mình ghép màu chơi ha. Cây này em không thấy mặt bông nên em không dám bao ha. Không có báo ha cô chú anh chị. Cái gì mày để đi ngồi lên cây bên đây đi, rồi cây bên đây lên bên đây. Rồi em xin đo cái thông số luôn ha. Chiều cao 1,5 m ha cô chú anh chị, hết thước dây ha. Hoành là 50 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 59 đến 60 đi ha. Thoát thăng là 18 ha, bề đế nè. Quá lực luôn ha. Cây này nói chung là đế là ok ha cô chú anh chị. Mai vàng giờ làm gì hết bị rớt giá. Rồi cây mã số 11 ha cô chú anh chị. Em giao lưu với cô chú anh chị là 9.800.000 luôn. Hôm nay xả giá sập sàn luôn ha cô chú anh chị. Rồi em xin đổi cây ha. Tắm dừng cái. Rồi tiếp theo là cây mã số 12 ha cô chú anh chị. Cũng là phơi mai vàng mình luôn ha. Cây trực một cốt ha. Này sắc lân lớn không, giá hữu nghị luôn ha cô chú anh chị. Cốt cành thì có sẵn ha. Vậy cô chú anh chị mình ghép màu chơi. Lọc giót luôn ha. Rồi em xin đo cái chiều cao trước luôn đi ha. Rồi chiều cao cây này em tính 1,6 m đi, 1,7 m gì nè. Cho cái hoành luôn ha. Cây này nở cây lắm ha cô chú anh chị. Hoành tại vị trí này là 56 ha. Nở xuống là 70 ha cô chú anh chị. Đế sổ được 32. Đường kính bầu được 67 ha. Thoát thăng được 10 cm. Đế cũng tương đối ha, không chạy ha cô chú anh chị. 2-3 lớp. Này xả giá cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 12 9.800.000 luôn ha cô chú anh chị. Bao ship nữa. Rồi em xin đổi cây qua cây mã số 13 ha. Mã số 13 cũng là phôi mây vàng ha. Cây trực màu cốt ha cô chú anh chị. Cây này cốt cành cũng khéo ha. Còn cao. Rồi em xin đo cái chiều cao trước luôn đi ha. Chiều cao cây này khoảng 1,8 m đi ha cô chú anh chị. Cao quá đo hết tới rồi. Vị trí này 52 ha cô chú anh chị. Rồi cái trộn nặng tới nè. Là 67 ha. Mày để. Đường kính bầu là 62 ha. Thoát thăng cây này 48 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 13 ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 9 triệu. Bao ship 300 km luôn. Rồi em xin đổi cây ha. Qua cây mã số 14 ha cô chú anh chị. Cây này thích hợp cho cô chú anh chị mình về lọp cái tầng dù ha.
tại thoát thân nó hơi cao nè. Cốt cạnh trên này thì nó có sẵn hết ha cô chú anh chị. Rồi em xin đo cái chiều cao trước đi ha. Chiều cao cây này khoảng 2 mét ha cô chú anh chị. Rồi đo thoát thân xuống đi. Này mình lọc cái thằng dù ở dưới là bắt cái bàn là ok luôn. Thoát thân cây này 1 mét chẳng ha cô chú anh chị. Nó hoành ha. Hoành em đo vị trí này đi. 49 ha. Xuống chút nữa. 52 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 56 ha. Đế này cũng tương đối ha. Cộng cũng lực lực không ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 14 ha. Em giao lưu với cô chú anh chị là 7.800.000. Bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km ha. Rồi em xin đổi cây. Cũng dần dần nhé. Rồi tiếp theo là cây mã số 15 ha cô chú anh chị. Cộng đồng phô mai vàng mình ha. Cây này mấy cái nách này bung xù hết ha cô chú anh chị. Xù nách. Đế cũng tương đối ha cô chú anh chị. Rồi em xin đo cái chiều cao ha. Từ mặt bầu tới đỉnh là 1m4 ha cô chú anh chị. Hoành tại vị trí này là 45. Cổ hướng là được 36 ha. Tổng hoành để khoảng 170 ha cô chú anh chị. Thoát thân được 7 cm ha. Cốt cũng lực lực ha. Để cũng lực luôn, giá sinh viên luôn. Rồi cây số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 5.800.000. Rồi em xin đổi cây qua cây mã số 16 ha cô chú anh chị. Cây phôi mai vàng ha. Cây trực một cốt ha cô chú anh chị. Cốt cành nè, đóng có sẵn rồi ha. Rồi, em xin đo chiều cao luôn ha. Chiều cao là cây này khoảng 1m8 đi ha cô chú anh chị. Cây này cũng nở cũ ha, nó 2 thước cho cô chú anh chị. Tại vị trí này là 56 ha, nghe eo ha. Nở xuống. Nở xuống là 66 ha cô chú anh chị. Cửa sổ 34. Đường kính bầu 70. Để chạy đều hết ha. Để lực lực ha. Rồi cây số 16 ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 11 triệu. Bao ship 300 km ha. Rồi, em xin đổi cây luôn ha. Tiếp theo là cây mã số 17 ha cô chú anh chị. Một cây bonsai đại ha. Đế cũng chạy đều hết hai của chúng được. Cây cũng xìu một phát nè. Như khu bầu trong là vừa luôn. Em xin đo cái chiều cao ha. Từ mặt bầu tới đỉnh là 64 ha của chúng chị. Đo tuốt ở trên này đi. 63 ha cô chú anh chị. Nở xuống nha. 67 ha. Đường kính bầu là 66. Đọc giót. Còn 14 xem ha. Quả thứ này. Rồi hạ giá cho cô chú anh chị luôn. Mã số 17 9.800.000 ha cô chú anh chị. Bao ship 300 km luôn. Rồi em qua cây mã số 18 ha. 18 cũng là cây cuối clip của em hôm nay luôn ha cô chú anh chị. Một cây phôi mai vàng.
có cái củ đế, quá thứ cái củ đế ha. Đây, quá trời cái củ. Rồi, em xin đo cái chiều cao ha. Từ mặt bầu tới đỉnh là 1m1 ha cô chú anh chị. Cây này nó cũng nở cây ha. Nó hai vị trí với cô chú anh chị mình. Mình tại vị trí này là 45. Nở xuống này. Nở xuống là 53 ha cô chú anh chị, sát dây đế ha. Cái sổ. Đế sổ là 48 ha cô chú anh chị. Tổng cái nồi đế này khoảng 180 ha. Cây trực có cái giọng lắc rất là khéo cây ha cô chú anh chị. Cây số 18 cũng cây của clip em luôn ha cô chú anh chị. Em xin giao lưu với cô chú anh chị là cũng 9.800.000. Bao ship 300 km ha. Cuối clip thì em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ những clip vừa rồi ha. Clip này cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị và xa rất là nhiều ha. Rồi em xin chào hẹn cô chú anh chị clip tiếp theo.